Cô mến chào các em học sinh khối lớp 1 thân yêu đến với chương trình dạy học môn toán lớp 1. Bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em đó là bài vị trí. Các em sẽ theo dõi ở sách giáo khoa môn toán trang số 10. Các em biết không, bài học hôm nay của các em nằm ở bài đầu tiên của chủ đề số 1, làm quen với một số hình. Vì vậy, khi học xong bài này, các em sẽ xác định được vị trí phải, trái, trên, dưới, trước, sau, ở giữa. Ngoài ra, các em sẽ biết vận dụng vào xác định các vị trí đồ vật trong cuộc sống, xem các chỉ dẫn đi đường. Mở đầu cho bài học, cô mời các em quan sát tranh và nói về vị trí phải, trái, trên, dưới, trước, sau, ở giữa của các hình ảnh. Hai bạn nhỏ nè, ba chiếc xe ô tô đang chạy trên đường và tàu thủy với máy bay nhé. Đầu tiên, các em quan sát cho cô tàu thủy và máy bay. Các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để nói cho ba mẹ hoặc người thân nói về vị trí của tàu thủy và máy bay nhé. Còn đây là đáp án của cô. Máy bay ở trên tàu thủy ở dưới máy bay. Các em có đáp án giống cô không nào? Nếu có, hãy tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nhé. Tiếp đến, các em hãy nói cho cô biết hai bạn trai và bạn gái đang có vị trí như thế nào? À, bạn trai đứng bên phải bạn gái, còn bạn gái đứng bên trái bạn trai. Cuối cùng, các em hãy cho cô biết vị trí của ba chiếc xe đang chạy trên đường. Ồ, đây là đáp án của cô. Xe hồng chạy trước, xe vàng chạy sau xe hồng và xe xanh. Còn xe xanh thì ở giữa xe hồng và xe vàng. Các em có đáp án giống cô không? Nếu có, cũng tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Ở bài tập số 1, các em hãy đặt và nói vị trí của đồ vật. Trước mắt các em có hình bạn gái đang ngồi trên bàn có hộp bút và bảng con. Với vị trí như vậy thì bạn đó sẽ nói là bạn con bên trái, hộp bút bên phải của em. Vậy thì bây giờ các em cũng sẽ cùng thực hành nhé. Hãy lấy ra một hộp bút và một cây bút chì, đặt theo vị trí như hình. Sau đó các em hãy nói vị trí của hai đồ vật này cho ba mẹ hoặc người thân của mình biết. Nào các em làm đi. À, còn đây là kết quả của cô. Cô sẽ nói là hộp bút bên phải, bút chì bên trái. Còn với sách toán và hộp bút đang để trên bàn thì bạn gái sẽ nói như thế nào các em? À, bạn sẽ nói sách toán bên phải, hộp bút bên trái. Còn đây là hình cuối cùng. Với vị trí như vậy, chúng ta sẽ nói như thế nào các em? Ồ, hộp bút ở trên, sách toán ở dưới. Bài tập thực hành thứ hai với yêu cầu đi theo biển chỉ đường. Với bài tập này, chúng ta sẽ đi khám phá, tham quan các vườn thú ở sở thú nè. Nhưng để đi đúng được đến các vườn thú, cô sẽ giới thiệu cho các em hai hình biển báo như sau mà trên đường đi các em sẽ gặp thấy. Biển báo thứ nhất đó là biển báo rẽ trái. Mẫu hình biển báo thứ hai, đây là biển báo rẽ phải. Các em lưu ý nhé. Nào,
Bây giờ chúng ta cùng tham quan vườn thú nhé. Cô muốn các em hãy đi theo biển chỉ đường và thứ tự đi như ở góc trái màn hình nhé. Xuất phát là từ mũi tên đỏ. Đâu, các em hãy đến chuồng voi cho cô nào. À, ta sẽ đi thẳng, rẽ phải. Thế tiếp tục đến tham quan vườn hươu đi các em. Ồ, cũng đi thẳng và tiếp tục rẽ phải. Thế còn đến chuồng hổ như thế nào? À, đi thẳng, rẽ trái và cuối cùng chúng ta đến nhà vệ sinh. À, đi thẳng, chúng ta qua khỏi chuồng hổ, chúng ta sẽ có lối rẽ trái và rẽ phải một lần nữa. Và cô lưu ý, vào nhà vệ sinh, các em nhớ đi đúng vào khu vực dành riêng cho bạn trai và bạn gái nhé. Khi tham quan vườn thú, các em sẽ quan sát thấy có những thùng rác như vị trí trên hình, thì các em nhớ phải bỏ rác đúng vào trong thùng rác nhé các em. Hoạt động tiếp theo là hoạt động luyện tập. Các em hãy cùng luyện tập với cô bài tập số 1. Quan sát rồi nói về vị trí phải, trái, trên, dưới. Quan sát bong bóng xanh, bong bóng đỏ trên tay của chú Hề. Thì các em cho cô biết bóng nào bên trái, bóng nào bên phải các em. Chính xác rồi. Bong bóng đỏ bên trái, bong bóng xanh bên phải. Thế còn ở tay trái của chú Hề, quả bóng màu xanh với quả bóng màu hồng, quả nào ở trên, quả nào ở dưới các em? À, đúng rồi, quả bóng xanh ở trên, quả bóng hồng ở dưới. Quan sát ba cánh diều. Các em hãy nói cho cô biết cánh diều bên trái có màu gì? À, có màu vàng là cánh diều bên trái. Vậy cô đố các em, cánh diều màu hồng là cánh diều bên nào? Ồ, cánh diều màu hồng bên phải. Thế cánh diều màu xanh nằm ở đâu các em? Chính xác rồi, cánh diều màu xanh nằm ở giữa. Bây giờ các em cũng tiếp tục nói về vị trí các con vật nhé. Đầu tiên có hai chú chim non màu xanh và màu hồng rất là dễ thương phải không nào? Vậy em hãy cho cô biết chú chim nào bên trái, chú chim nào bên phải? À, chú chim màu xanh bên trái, bên phải là chú chim màu hồng. Tiếp đến, các em quan sát tranh một con chó sói đang muốn ăn thịt một con khỉ. Nhưng do chú khỉ rất là tinh khôn, chú khỉ đã leo hẳn trên cây. Vậy, em hãy cho cô biết vị trí của chó sói và khỉ con đi. À, khỉ con thì ở trên, chó sói thì ở dưới. Ồ, ở câu C này, các em thấy có một đoàn tàu chở ba con vật rất là quen thuộc. Thế ở toa cuối cùng chở con heo màu hồng, ta nói heo nằm ở vị trí nào các em? Ồ, heo ở phía sau. Thế ở phía trước là chở con vật gì vậy? À, toa phía trước chính là chở chú chó. Thế chú mèo là ở vị trí nào của toa xe lửa các em? Ồ, chú mèo ở giữa. Cuối cùng, các em quan sát hai chú gấu bông. Nhìn rất là dễ thương phải không? Vậy em hãy nói vị trí của hai chú gấu bông này cho cô biết với. À, gấu bông màu nâu ở trước, gấu bông màu vàng ở sau.
Còn đây là hoạt động cuối cùng, hoạt động ứng dụng. Các em thấy đó, khi đi trên đường phố, tất cả các phương tiện đều phải di chuyển, đi đúng làn đường của mình, đó là đi bên phải. Kế đến, khi chúng ta được bố mẹ chở đi, thì thường chúng ta ngồi ở đâu các em? À, chúng ta sẽ ngồi sau. Và thêm một ứng dụng nữa các em cần lưu ý, đó là khi chúng ta xếp hàng để chúng ta mua đồ hoặc là chúng ta đi siêu thị, chúng ta tính tiền, vậy thì chúng ta phải nhớ thực hiện đúng văn hóa xếp hàng. Ai đến trước thì sẽ được mua đồ trước. Như vậy chúng ta phải nhớ phải có thứ tự trước sau. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Vậy là cô trò chúng ta đã khám phá những kiến thức về vị trí trước, sau, trái, phải, trên, dưới và ở giữa. Cô tin rằng các em sẽ biết xác định vị trí như thế chính xác vào thực tế nhé. Được như vậy thì trước tiên các em hãy tập phân biệt bên trái, bên phải trên cơ thể của mình. Và cuối cùng cô dặn các em xem trước cho cô bài khối hộp chữ nhật khối lập phương trang 14. Cô mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau nhé.